Hàng ngàn người dân Bến Tre bị lừa đảo mua vé xem ca nhạc. Quảng cáo có ca sĩ nổi tiếng tham gia vào chương trình mang tên Đỉnh Cao Âm Nhạc. Nhưng khi khán giả mua vé vào xem, thì công ty tổ chức đã ôm tiền bỏ trốn. Đêm diễn do công ty biểu diễn nghệ thuật Thành Phong đứng ra tổ chức tại hai nơi, một ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre và một ở sân vận động thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, Bến Tre. Theo tờ quảng cáo, chương trình chúc mừng năm mới 2013 này có sự góp mặt của các ngôi sao như Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Danh Hài Hoài Linh và 13 ca nghệ sĩ nổi tiếng khác. Từ 17 giờ ngày 15 tháng 12, có khoảng 400 người dân đã mua vé với giá 80.000 đồng một vé để vào xem hát ở Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tại sân vận động thị trấn Ba Tri có hơn 1.600 người mua vé với giá 60.000 đồng một vé để được gặp các thần tượng. Một người dân đi xem cho biết, trong đêm trình diễn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, MC đã ra cáo lỗi rằng các ca sĩ Cẩm Ly, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ tên tuổi khác không kịp xuống Bến Tre. Cảm giác bị lừa đảo làm cho người đi xem tức giận, đòi lại tiền, nhưng người bán vé đã trốn mất. Hàng trăm khán giả đã la ó, phá dỡ toàn bộ sân khấu, khiến cho Trung tâm Văn hóa tỉnh trở thành bãi chiến trường. Trong khi đó, tại huyện Ba Tri, có 6 ca sĩ và nhóm hài biểu diễn được hơn 10 tiết mục. Đến lúc người dân nằng nặc đòi ca sĩ Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh biểu diễn, thì ông bầu biến mất. Sau đó, khung cảnh hỗn loạn lại diễn ra, người dân tìm đánh những người được cho là trong ban tổ chức, nhưng thực chất, những người này là những người của doanh nghiệp cho mướn dụng cụ. Sáng ngày 16 tháng 12, quang cảnh tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre chẳng còn một dấu tích gì của đêm hỗn loạn vì toàn bộ vật dụng có thể lấy được đều đã bị người đi xem ca nhạc hốt hết, kể cả pano quảng cáo. Nhưng không ai ngờ, cả dàn âm thanh, ánh sáng, sân khấu đều do ông bầu đi thuê bên ngoài. Bà Ngô Thị Nhung ở huyện Củ Chi, Sài Gòn là chủ nhân dàn âm thanh, ánh sáng và 700 cái ghế nhựa cho biết, bà đã cho ông bầu Nguyễn Minh Tuấn thuê hai dàn này ở thành phố Bến Tre và Ba Tri với giá 12 triệu đồng, nhưng ông Tuấn chỉ đưa trước có 3 triệu đồng. Giờ ông bầu Tuấn không còn liên lạc được, bà Nhung mất trắng hết 400 triệu đồng. Từ sớm, nhiều nạn nhân với vẻ mặt thất vọng và phẫn nộ đã quyết đòi gặp lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre để đòi lại tiền vé. Ai cũng đã bày tỏ sự tức giận vì bị lừa gạt ngay chính tại Trung tâm Văn hóa của tỉnh Bến Tre, trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh. Theo cơ quan này cho biết, trong giấy xin phép của công ty Thành Phong thì chỉ có các tiết mục ca nhạc, ca cổ, không hề có các ca sĩ mà chương trình quảng cáo, và chương trình biểu diễn này chỉ được phép tổ chức ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre vào đêm 15 tháng 12, còn ở sân vận động thị trấn Ba Tri thì là vào đêm 16 tháng 12. Không hiểu vì sao chương trình tại sân vận động thị trấn Ba Tri lại được phép diễn ra sớm hơn một ngày so với thời gian công ty này đã xin phép.